Kính thưa quý vị, hôm nay Lâm sẽ quay cái kênh bê cho quý vị cùng tham khảo, cùng xem cái nét thay đổi ở đây như thế nào nhé. Đây là cầu kênh bê nè quý vị. Chúng ta đang ở đứng trên quốc lộ 80 đó quý vị. Thì Lâm sẽ chạy vô hướng phía trong. Ở phía bên tay phải của chúng ta đó là chợ Kinh Bê đó quý vị. Đây là kinh Kinh Bê nằm ở phía bên lộ 80 đó quý vị. Khi mà chạy đến hết cuối kinh này thì chúng ta sẽ chạy được cuối kinh 10, kinh 9, kinh 6, kinh 6 có bờ kè, kinh 3, kinh 7, kinh 8 rồi kinh 7, rồi kinh 6 tàu hơi đó quý vị. Thì Lâm sẽ quay từ đây đến cuối kinh nha quý vị, để quý vị cùng xem cái nét thay đổi ở đây như thế nào. Đường của kinh Bê thì không có im mà cái đường của kinh Đông Bình với kinh 10 đó quý vị. Kinh 10 thì làm láng hơn. Ở đây thì Lâm chưa đi lần nào cả, nhưng mà có cảm giác là nó không có được im bằng cái đường của kinh 10 với kinh Đông Bình. Số nhà thì ở đây thì nó từ, nếu mà thường thông thường thì từ đầu kinh vào là từ quốc lộ 80 tính vào trong là số nhà tăng dần. Đường bên tay phải là số nhà chẵn và bên tay trái là số nhà lẻ đó quý vị. Đây có kinh F nữa, và kinh F và còn mấy kinh nữa. Nếu có dịp thì Lâm sẽ quay luôn mấy những cái kinh đó cho quý vị cùng theo dõi ạ. Thì từ đầu kinh vào và cuối kinh đó, thì nó khoảng là gần 10 cây số đó quý vị. Xưa có gọi là khu A và khu B. Còn bị chó gượt nó đó, đó quý vị. Ở phía trước mặt đó là cái, trong những cái tập trước Lâm cũng có nói là cái đường xuyên, cái đường nối liền lộ tẻ với gạch sỏi đang được làm đó quý vị. Thì sau này khi mà chúng ta có di chuyển từ Cần Thơ xuống Rạch Giá nó sẽ nhanh hơn, rút ngắn cái khoảng cách hơn. Và cái quốc lộ 80 hiện sau đó nó sẽ xe lớn sẽ ít di chuyển hơn nữa.
đây nè quý vị, đã đổ đất rất là nhiều rồi. Hiện khu vực đang thi công nên chúng ta không có đi được trục bên kia nữa. Và bên đây quý vị, và bên tay trái của chúng ta đây. Ở bên đây thì trời rất là nóng quý vị, trong khoảng 3 tuần liên tục nhiệt độ là luôn trên 36 đến khoảng 40 độ C đó quý vị. Hiện giờ là khoảng gần 3 giờ rồi nhưng mà ánh nắng vẫn còn rất là gắt. Đã vào mùa thu hoạch lúa rồi đó quý vị, thì những cái vết ở trên đây nè là do những cái máy gạt đập liên hợp với những cái máy vận chuyển những cái lúa đó nó để lại, thì sau một thời gian thì nó bà con sẽ vệ sinh sạch sẽ hết những cái đường mà lâm đi trước đây á, là 2-3 bữa sau là bà con đã dọn sạch hết trơn rồi quý vị. Ở phía trước mặt của chúng ta đó là nhà thờ về đây nè quý vị. Đây là giáo xứ Thái Hòa. Đây là ấp Đồng Thái đó quý vị. Ở bên kia đó là của kênh Đông Bình, đó là ấp Đông Thạnh. Ở ngoài là ấp Đông Bình. Còn đây là ấp Đồng Thái. Đường đẹp là nơi mà Lâm thích những cái con đường nhất, rất là sạch sẽ. Cái thứ hai là rộng rãi so với những cái đường của các địa phương khác.
những cái kênh là ăn tắp hết đó. Đây là lúa đang được phơi nè mấy vị. Ở đây Lâm thấy rất là nhiều máy hiệu Kubota. Đường phía trong này như là đi im hơn đường ở phía ngoài đó quý vị. Tại vì Lâm chạy xe mà không có thấy dặn. Bên đây là nhà thờ nè quý vị, giáo xứ Thái Hòa. Ở đây là được đổ bê tông gắn lại cái đường quý vị. Cái mà mọi người mà có nếu mà có đi ngang đường này á, thì sẽ có cái mùi thơm của lúa đó quý vị, giống như là khi mà đi ngang một cái cánh đồng á, chúng ta sẽ có cái mùi thoảng thì cái mùi thơm như vậy thì đi ngang đây. Đây cô đang vệ sinh cái đường, vài bữa là cái đường sẽ sạch sẽ lại ngay đó quý vị. Là chúng ta đã đi qua hết ấp Đông Thái rồi đó quý vị. Đây là cái anh năm nay trúng lúa không? Hết mùa lắm. Hết mùa hả? Đó. Vậy là làm lỗ hả anh? Lỗ. Trời ơi vậy đó hả? Vậy năm nay thu hoạch một công là được nhiêu anh ha? Được 5 triệu. 5 triệu trừ chi phí ra là lỗ hết nhiêu anh? Trừ chi phí là cũng phải cũng không phải lỗ mà là không có lời luôn ha. Không lời. À dạ. Nhưng mà ở đây mình làm giống lúa gì anh? Jasmine hay là Jasmine có 5451 hả? Dạ. Có. À. Rồi có được bao tiêu hôm nay là mình tự bán anh ha? Tự bán. À dạ em cũng không. Đây là ngày gì vậy? À. Đây là kinh đồng giống nè quý vị. Chúng ta bước qua ấp Đông Hòa của xã Thành Đông B nè quý vị. Thì là cự kinh đoàn dông trở về cuối kinh là ấp Đông Hòa. À, quý vị có thể để ý ở dưới sông là những cái máy cài đặt liên hợp với những cái máy kéo những bao lúa đó quý vị. Vào cái mùa gặt ở đây luôn rất là nhiều cái nhân công vận chuyển đó quý vị, còn bình thường thì nếu mà chạy ngày bình thường thì ít lắm, rất là ít người dân. Tại chủ yếu là một là người ta ra đồng, thứ hai là cũng ta có hỏi thăm thì một số người dân thì đi làm ăn xa là chủ yếu. Chủ yếu ở đây thì làm nghề nông. Đây là những cái ghe thu mua lúa đó quý vị, chở đầy. Một là đưa về kho, hai là có thể đem xuất khẩu đó quý vị. Cái đó thì Lâm cũng không có rành, nhưng mà chủ yếu là rất là nhiều ghe mà để vận chuyển lúa.
Còn đây là một cái nhà thờ đó nè quý vị. Ở đây bà con tận dụng để mà phơi lúa đó quý vị. Thì từ kinh Đồng Dông về phía sau thì nó khoảng gần 6 cây. Và từ kinh Đồng Dông mà về quốc lộ 80 á thì nó gần 4 cây đó quý vị. Đây có những cái mà để đặt những các loại cá đó quý vị. Khi mà nước lớn lên đó thì người ta đưa xuống để mà cá lại có thể là chui vào đó và người ta sẽ kéo lên. Rồi những khi mà những loại cá mà rơi vào đó thì có thể bị bắt hết. Con đường hơi mát chút rồi đó quý vị. Nãy giờ đi đường hơi nóng một chút. Đoạn cuối này thì có nhiều cái lục bình hơn ở dưới cái sông này. Ở cái kinh Đông Bình này chứ. Kinh B. Xin lỗi quý vị. Biết Lâm hơi nhầm thẳng một chút. Ở bên kia xong á là bà con phơi lúa xong đưa vào bao đó quý vị. Lúa đây khô rồi. Thường thì không khô á thì bà con sẽ chưa có đưa vào bao, mà chủ yếu là gom lại thành một cục rồi phơi tiếp. Khi nào khô thì sẽ đưa vào bao hết. Đây nào quý vị, những cái ghe vận chuyển lúa. Đây là khu nhà thờ nè quý vị. Đây là giáo xứ Ninh Cùng. Có rất là nhiều học sinh đang ở trong.
vì kế bên là trường Thành Đông B1 đó quý vị. Đây là gần về gần Quý Kinh rồi đó quý vị. Ở đây thì kế lộ thì vẫn có một số bà con trồng một số cái loại hoa màu để mà dùng hàng ngày nữa quý vị. Em thấy có cải xanh, quế, ô hẹ, rau muống, dĩ đài. Rau đài đó quý vị. Đây. Có rất là nhiều cái cái chẹt vận chuyển những cái máy Kubota và những cái máy kéo đó quý vị. Đó, quý vị có nghe thấy là những cái máy vận chuyển những cái lúa đang chạy ở trên đường lộ đó quý vị. Cái này là đang có chạy xong nè quý vị, mới chạy qua. Cái này là chúng ta đã gần cuối cái đường kịch B đó quý vị. Đây cái bảng của cầu là gần hết kinh rồi đó quý vị. Chạy một chút nữa là chúng ta sẽ hết kinh B. Rồi chúng ta đã vừa hết kinh B. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Đây cánh đồng vừa mới gặp xong.